Alo. Rồi rồi rồi, tôi xong việc rồi, bây giờ tôi về công ty liền nè. Rồi vậy thôi nha. Ừ. Để nè. Xuống từ từ. Cậu ba với cô cháu My. Trời ơi. Hai người này quen nhau hả ta? Thơm quá. Đúng là cà phê mất tiền có khác ha. Cà phê trộn, đúng là cà phê trộn. Thơm gì đâu á. Ô cô, chắc cà phê này mất tiền lắm hả cô? Con không biết đó thôi. Cái hộp cà phê nhỏ xíu như vậy thôi hả? Giá 10 triệu đó con à. Dạ. Hộp cà phê này mà gần 10 triệu hả cô? Chứ sao? Cô đây nè, cô còn không dám bỏ 10 triệu ra mua cà phê nữa. Cô tiếc lắm chứ bộ. Cái này là của người ta tặng cho cô đó. Vậy là tính ra một ly gần mấy trăm ngàn luôn hả cô? Ừ. Nè, con thích không? Thích thì pha thử một ly uống đi, tặng còn biết mùi vị với người ta chứ. Dạ thôi cô ơi, một ly cà phê đổi được cả chục ký gạo, con không dám uống đâu. Nhỏ này. Dạ, dạ ơi, dạ, dạ. Cái gì vậy? Con làm tiếp gì đi. Dạ? Lên phòng nhanh nha, lên phòng nhanh. Bí mật quốc gia, bí mật quốc gia, anh kể cho nghe. Lên lẹ, lên lẹ nha. Em đang uống cà phê mà. Lên đi rồi uống. Ghê thiệt chứ. Không ngờ cậu ba với cô giáo Diễm My là lén lút hẹn hò với nhau. Nếu không tận mắt chứng kiến, mình cũng không thể nào tin được đó là sự thật. Giấu ghê thiệt. Vô đi em. Dạ, con chào chú. Cô đâu rồi? Dạ. Cô đi ra ngoài rồi chú. Đã nói là có chuyện quan trọng rồi mà cũng còn đi ra ngoài được, thiệt tình tức quá. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Vậy ngày mai nhờ anh kêu người đến sửa sớm nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Ủa, sao rồi cô Liễu? Bây giờ tối rồi, ngày mai người ta mới đến sửa được. Tối ngày mai mới sửa luôn hả cô? Rồi còn tối nay sao cô? Đành chịu thôi, đâu có ai làm ngoài giờ cho mình đâu. Lực vậy sao ngủ nổi cô? Không ấy, mình ra sân ngủ đi. Anh khùng quá. Ra sân ngủ rồi á, là anh làm hiến máu nhân đạo cho mấy con mũi ngoài sân à? Hay là tụi mình cùng kéo ra thuê khách sạn ngủ? Thôi vậy biết sao giờ. Liễu ơi! Liễu! Ai như ông Tài? Liễu ơi! Sao ạ? Ủa? Ông... Ai như ông sao Tài ạ? Sao ông không gọi điện trước mà đến vậy? Dạ con chào bác. Ủa chào bác. Chào bác. Bác ngồi đi bác. Ủa không không, cứ ngồi cứ ngồi. Ủa sao mà nhà tối thui vậy? Hả? Nhà mới bị hư điện, ngày mai không mới đến sửa được. Ông ngồi đây. Thôi thôi được rồi. Trời đất ơi, giờ cúp điện mà ngủ không có quạt máy sao ngủ được. Bởi vậy tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tụi tôi định kéo nhau ra khách sạn ngủ một đêm đó. Ôi khách sạn ha? Không được, tốn tiền lắm. Không mấy về đi, tới nhà tôi. Hả? Nhà... nhà ông? Ừ. Thôi đi, một mình tôi đã thấy ngại rồi. Đằng này tính làm người lần đó. Ôi, có cái gì đâu. Một đêm thôi mà, cứ tới nhà tôi ha. Vô đây, vô đây. Con chào ông. Cứ ơi, tự nhiên không có khách sáo nha. Người tới rồi. Ừ. Ủa Liễu vô. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Trời ơi ngưỡng ngoan. Làm gì? Làm chi? Hổn con. Thật ngại quá à. Trễ rồi mà còn làm phiền mọi người nữa. Dạ có gì đâu cô, người trong nhà không. Ừ đúng rồi đó. Bà cứ coi như là nhà của bà được rồi ha. Bà, vậy tối nay nhà mình ngủ làm sao đây? Em ngủ gì cũng khỏi. Hả? Đương nhiên là anh với em ngủ chung, ba cô Liễu ngủ chung. Tầm bị tầm bạ không. Thiệt tình. Bây giờ không ngon thì tùy con tính thôi. Con tính vậy nha. Tối nay á anh Ngọc qua phòng ba ngủ, cô Liễu ngủ với con. Vậy được ba. Được đó. Không được, không được. Bà Liễu sẽ ngủ với con. Ôi, làm như thân với bà lắm chứ đó. Thì đúng rồi, con với bà thân thiết lắm nè. Đúng không bà? Phải đó. Tối nay á bà qua ngủ ké phòng con nha. Khách sạn phòng Lam Chi xin được hân hạnh phục vụ. Dạ. Vậy còn chị My với chị Mai, tối nay hai chị ngủ ở phòng quần áo với em nha. Chắc phải như vậy rồi. Dạ. Làm phiền em nha. Dạ không có gì đâu. Đại gia đình ơi, cho con hỏi còn đàn ông như con thì ngủ ở đâu ạ?
À còn quên nữa, anh Julien nữa hả? Em với lại Julien tối nay ngủ bên phòng thằng Nguyên nha. Nguyên, con dẫn hai anh lên lầu nha. Anh ở phòng em. Rồi, thì vậy đi ha. Nguyên à. Nhà bà vui. Đi đó này nè anh. Ờ, đây. Chui chui vô lỗ này nè. Chui vô nha. Gì? Lỗ này hả? À, thật sự là tại vì có cái cửa kia nữa. Mà tạm quên cái thẻ rồi, cho nên là mình đi lỗ này. Đi đỡ. Chui được không vậy? Được, được. Vô đi, vô đi. Ổn không vậy? Ổn, ổn. Em ơi. Vô đây, đúng rồi, coi chừng cái đầu. Đúng rồi. Ây da. Kéo anh vô, kéo anh vô. Dạ, rồi, rồi, rồi. Vô đi ông Quốc. Sao khó khăn quá vậy? Rồi. Trời ông Quốc ơi, ông làm cái gì vậy? Ông tránh ra coi. Tới ông làm gì đứng đây vậy? Thôi tôi thui không ạ. Trời ơi Quốc. Trời ơi. Giờ này ngủ rồi quá. Ủa? Em? Anh chưa ngủ hả? Ủa? Sao hôm nay đâu có dạy học đâu? Sao em có mặt ở đây? Mà mặc bộ đồ bộ vậy? Tại vì nhà của tụi em bị hư điện mà ngày mai mới sửa được. Cho nên là cô Liễu với mấy tụi em qua đây ngủ nhờ một đêm. À, thì đó là vậy. Vậy mà anh cứ tưởng. Tưởng gì vậy? Tưởng em nhớ anh chịu không nổi, qua đây xin ngủ một đêm để sáng gặp anh liền. Anh làm như anh kiểu mà soái ca đẹp trai rồi nhiều người mê lắm vậy đó. Gì vậy? Nhanh lên nha, coi chừng bị phát hiện á. Làm gì lông mi dính cái mặt nè? Mà sao tự nhiên chu mỏ nhắm mắt vậy? Tưởng anh làm gì hả? Tưởng gì đâu. Ờ, không gì đâu hết á. Không có tưởng gì đâu. Hỏi nào. Thôi, ra phải đứng không gió ha. Thôi, giờ này không gió gì nữa, trúng gió bây giờ. Trúng gió gì? Anh to vậy anh chạy được cho em hết. Đi. Cái gì? Quách, đừng có đi xuống chung. Sao vậy? Em xuống trước, anh xuống sau. Không thôi mọi người phát hiện bây giờ. Xuống trước, lại đi. Nhanh nha. Lẹ. Thấy chưa, tụi nó đâu có sai, chắc chắn hai đứa này đang tù ti tú tí với nhau nè. Phải đi thông báo cho cả làng biết mới được. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em có thấy thằng sĩ với My mới đi ra không? Anh phát hiện chuyện động trời lắm luôn. Một lần là xấu hổ muốn chết rồi, bây giờ còn muốn chơi dại nữa hả? Không lẽ mình bị nghiện cái trò này rồi sao ta? Thôi được rồi, bây giờ anh biết anh nói em cũng không tin đâu. Chờ anh đi, anh chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng. Lúc đó anh sẽ kể cho em nghe. Chuyện này ghê lắm, anh nói thiệt luôn á. Ngẫu quá. Đâu mất tiêu rồi. Thế nào tối nay hai đứa nó cũng hẹn hò tại đây đây. Bây giờ mình đi tìm chỗ mình núp để coi, để coi chuyện gì xảy ra. Núp.
Nếp ở đây được nè. Nếp trong này đợi hàng nó về có bánh mà ăn đỡ đói. Ăn bánh phải khát nước chứ. Trời ơi, hai cái đứa này sao mà nó lâu quá, nó không chịu vô đây cho mình bắt nó trời. Ngồi trong đây ngợp muốn chết luôn. Mất toilet quá. Trời, tệ cái chân quá, phải đi thôi, không đi chịu gì nổi. Anh nè. Anh có mua cà phê cho em á. Lên đây đi, vậy nha. Cuối cùng thời cơ cũng đã tới. Giờ mất toilet quá, sao đây ta? Không lẽ... Làm gì mà rón rén như đang trùng nha. Chứ còn gì nữa, tự nhiên kêu lên đây chi vậy? Thì uống cà phê. Anh uống cà phê cho em nè. Thôi, đi xuống nha. Xuống gì? Ngồi uống hết đi cà phê hay gì? Thôi mất công người ta phát hiện bây giờ. Phát hiện gì đâu, em nhắc gan quá ha. Chứ còn gì nữa. Chú Sĩ. Có đồ quá đi chứ. Thôi em đi xuống đi. Chị My. Thôi. Mày đặt giả tiếng Nguyên đó hả? Cái gì mà nhắc gan quá vậy? Ai chẳng biết tụi mình yêu nhau. Ôi, kỳ lắm. Chú Sĩ. Chị My. Bắt quả tang rồi. Bắt quả tang rồi nha. Hai người ha. Hai người. Hai người đang yêu nhau đúng không? Anh sẽ đi nói cho chị em biết. Anh Ngọc ơi! Anh kể! Anh để! Hai người hết chối rồi nha! Đi thông báo cho cả nhà biết! Đừng mà anh để! Anh để! Chú ơi! Cô ơi! Cô mọi người ơi! Chú mày sao hả mọi người ơi? Anh để! Chú mày cái gì vậy? Anh để! Chú ơi! Anh để! Anh! Anh để! Anh ơi! Anh để! Anh! Tỉnh rồi. Sao rồi anh? Anh kể. Anh nhận ra em là ai không? Cậu Ba chứ ai. Ủa mà sao tôi nằm ở đây vậy? Hồi nãy anh té cầu thang. Anh có nhớ gì không? Té hả? Ừ. Ủa cô giấu mày. Sao giờ này cô còn ở đây? Còn mặc đồ ngủ nữa. Con bị cái gì vậy? Bộ con không nhớ gì hết hả? Nhớ gì ba? Con đau đầu quá. Trời ơi. Anh đừng có cứ động. Nó bị cái gì vậy gia sĩ? Anh chỉ bị mất trí nhớ tạm thời. Giống như làm chi lần trước á. Cái gì? Thôi, bây giờ mấy đứa gì nó lên phòng nó nghỉ. Nó lên, đi đi. Chị Hoa ơi. Julian. Chị Hoa. Chị Hoa ơi. Julian. Hello chị. Hello em. Chị ơi. Chơi dạ. Mình bị té từ trên lầu xuống. Tại sao mình lại lên lầu? Mình có cảm giác là mình đã quên chuyện gì đó quan trọng lắm. Ủa sao mình nhớ có chuyện gì quan trọng ở phòng này vậy ta? Rõ ràng nhớ có gì quan trọng ở đây mà. Sao cái này nhìn thấy quen quen vậy ta? Anh Ngọc, xuống đây mau đi, mọi người chuẩn bị về nè.
À, xuống liền. Bà gì hả? Mấy đứa về nha. Dạ. Người về nha. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chị và ông. Bye bye mọi người. Chào con gái nha. Bye em. Dạ, bye chị. Cửa em con. Gì vậy? À, dạ, con thấy cái chai này á, nó ở trong cà lúa mạch đang khát. Ủa, của con mà ba, con định uống. Ê mà. Ba. Trời, cái gì khai như vậy con? Trà lúa mạch lúc này có cái vị này nữa hả? Sao khai quá vậy? Tấm hình hôm trước chụp ở lớp được đăng lên trang của trường rồi đó. Đẹp lắm, nhiều đứa comment nữa. Bạn vào coi đi. Mượn laptop của anh hai coi mới đã. Ê à, dạ. Cái con nhỏ này có sao không? Ủa Lâm Chi, bị sao vậy? Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi. Lâm Chi ơi, Lâm Chi, tỉnh lại đi con, đừng có làm ba sợ mà. Lâm Chi, Lâm Chi ơi, Lâm Chi, tỉnh đi con. Chi ơi, bạn có sao không Chi? Lâm Chi ơi, tỉnh lại đi Lâm Chi. Nó chạy rồi kìa. Lâm Chi, Lâm Chi, Lâm Chi, con tỉnh rồi hả? Lâm Chi. Lâm Chi. À, hồi nãy con bị ngất xỉu á, con có nhớ gì không? Ngất xỉu hả? Ừ. Nhưng mà tại sao con lại ngất xỉu? Hả? Cũng tại cái thằng này hết nè. Dạ. Con đi đứng cái kiểu gì mà để cho em xỉu vậy hả? Đâu phải tại con đâu, tại nó, tự nhiên nó chui vô. Cái đầu con xương cục mà. Mày im đi. Ôi phần quá. Chi con, con có nhớ gì không Chi? Dạ thưa ngoại, con không nhớ gì hết. Ủa mà tự nhiên sao con lễ phép bất tử vậy? Tại sao vậy ông ngoại? Gọi liền, gọi liền, gọi liền cho thằng sĩ nó về cho ba gấp, mau lên. Chị ơi chị, con bị sao vậy chị? Con đừng làm ba sợ mà chị ơi. Chị ơi, đừng làm chị. Mẹ sợ mà chị. Lập không chị. Không sao đâu, ba đừng có lo cho con. Không sao đâu, mẹ đừng lo cho con. Nhưng mà chị này là ai mà nhìn lại quắc bạn này cũng vậy nữa. Là chị Tâm Anh với lại Tâm Ý ở trong nhà mình mà. Đúng rồi đó con. Con không nhớ hả? Ơ, mình không có nhìn lén đâu. Mình chỉ coi coi bạn còn đau không thôi à. Bộ mình có quen biết với bạn hả? Tụi mình là bạn đúng không? Đúng rồi. Bạn học chung trường, chung lớp với mình á. Thiệt hả? Vậy bạn vô đây đi. Bạn đứng ngoài đó mình khó nói chuyện lắm á. Bạn kêu mình vô đây á hả? Đúng rồi. Mình đang bụng muốn chết, không có ai chơi đây nè. Bạn vô đi, hai tụi mình chơi đồ hàng hay là chơi búp bê. Bạn cho mình chơi thiệt á hả? Thì bạn nói tụi mình là bạn mà. Mình xin lỗi, mình không nhớ gì về bạn hết. Không sao đâu mà. Bạn không nhớ cũng đâu có sao. Bộ mình có chơi thân với bạn hả? Có thân không ta? Mình có cảm giác bạn rất là quen. Thôi bỏ qua đi, bây giờ hai tụi mình chơi búp bê nha. Với tình hình này là Lam Chi của chúng ta bị mất trí nhớ tạm thời. Hả? Mất trí nhớ tạm thời? Im coi cho nó nói coi nè. Vậy có cách nào điều trị không cô ba? Có nặng lắm không? Dạ
bị đập cho đầu nặng quá. Nhưng mà chúng ta phải theo dõi mới được. Mọi người để ý đi, Lam Chi chỉ quên tâm ý tâm anh thôi, chứng tỏ là bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mà theo con quan sát con thấy chắc cũng không gì nguy hiểm đâu. Chỉ cần mình chăm sóc con bé cẩn thận. Nhiều người mắc vài chứng này, nhưng mà sau khi một thời gian thì hồi phục hoàn toàn. Vậy có nghĩa là không có sao đúng không? Dạ, cái này mình phải theo dõi đến ngày mai mới biết được. Hứa là nó đừng có quên anh nha. Thu Trong nói rõ hơn cho ba nghe. Đi 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 đi. Làm Chi ơi, hình như bạn thích con này hả? Hả? Vậy thì mình sẽ tặng cho bạn nghe. Ừ, bạn nói thiệt hả? Mình không mắc lừa bạn nữa đâu á. Lừa gì? Mình có lừa bạn đâu. Mình nói thiệt mà. Bạn còn thích thứ gì nữa không? Trên phòng mình còn nhiều con khác lắm á. Nếu mà bạn thích mình sẽ tặng cho bạn. Vậy mình lấy á nha. Ừ, bạn lấy đi. Dù sao thì mình chơi một mình cũng đâu có hết đâu. Bạn đã nói á, chúng ta là bạn thân mà, đúng không? Đồ của mình thì cũng như đồ của bạn, xài chung cũng đâu có sao. Bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. Bạn thích gì mình cũng tặng cho bạn hết á. Đi. Ờ, nhưng mà Lam Chi à, nãy giờ điều bạn nói là thiệt hết đó hả? Đã nói là thiệt mà đúng là cái đồ. Bạn có sao không Lam Chi? Sao trong đầu mình có hiện ra cái từ đồ hoài à? Đồ hả? Bạn muốn ăn đồ ăn gì hả? Không phải. Cái đồ gì ta? Đồ ăn hay là được chơi? Không phải luôn. Thôi mà kệ, bây giờ hai tụi mình lên phòng chơi ha. À, thôi tụi mình đi. Ừ. Thấy mình đeo đẹp không? Ừ, đẹp lắm á. Nè, hai đứa ăn trái cây đi. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Hai đứa chơi vui quá à, sau này cũng phải như vậy nha. Dạ. Mà tối nay hai đứa muốn ăn cái gì nè? Chị làm thịt sườn cho em nha. Thịt sườn? Ừ. Bộ trước đây em thích ăn thịt sườn hả? Lam Chi bạn sao vậy? Cho con miếng sườn nha. Lam Chi bạn sao vậy? Mình không sao. Em có bị sao không Lam Chi? Em không sao, nhưng mà bây giờ em muốn lên phòng nghỉ một lát. Ờ, vậy bạn lên phòng nghỉ đi. Ừ, có đau quá thì kêu chị nha. Dạ. Sao mình lại bị gì ta? Rõ ràng là mình sắp nhớ ra một cái gì thì phải. Mình có cảm giác như mình không phải là mình thì phải. Tâm Anh ơi, bạn đâu rồi? Tâm Anh! Tâm Anh ơi! Mấy cái này của Lam Chi mà, sao em lấy của Lam Chi? Em có lấy đâu, bạn đó cho em mà. Thiệt không? Thiệt mà. Ừ, cho thì được, chứ không có được lấy tùy tiện đâu nha. Nè, cho hồi nào vậy? Hả? Lam Chi? Mấy cái đó là của mình mà. Đừng có mà mơ. Cho con miếng sườn nha.